Đây là xe phun thuốc ở bên Nhật Bản. Xe này là xe phun thuốc. Đấy. Xe phun thuốc Nhật Bản. Phun rất là chuyên nghiệp. Phun chất độc màu da cam. Đây là cây đậu. Người ta phun thuốc bằng xe. Ở bên Nhật Bản thì có hai loại. Một loại là vừa bay máy bay bơm và xe bơm. Xe này thì dài, chiều dài nó thì có 2,5 mét mà chiều ngang phun thuốc ấy là được 10 mét, phun rất là nhanh nha. Từ đầu ruộng này đến đầu ruộng bên kia đi cho 1 phút à. Đấy. Mình sẽ đâu quay đầu xe xem. Đây là đang lúc mình đang đi làm mà sẵn thấy mình ghé mình quay cho các bạn xem là cách người Nhật phun thuốc như thế nào. Đấy, mình sẽ quay gần cho các bạn xem, rất là chuyên nghiệp. Mình không tới gần lắm, tới gần lắm thì sẽ ảnh hưởng cơ thể. Đấy, rất là chuyên nghiệp nha, phải phun. Đấy, giả cánh này đấy, xe này có thể ra vô chiều dài này. Đây là cách của anh đậu xe này, rất là chuyên nghiệp. Hey, để tôi nhìn đây. Bên tôi mới nhìn qua, bên tôi mới đứng đây qua, có đây in á, có đây này đây. Đã cả là, thật xin tốt tạo ra, ok đúng không? Hay, comment.